Rồi quý vị ơi, hôm nay là 21 tây tháng 12 nha quý vị. Cái bonsai đầu tiên hôm nay là bonsai 47 nha quý vị, 47. Hai cây sâm hương 300 bao ship nha quý vị. Anh nào mua chuyển tiền trước nha quý vị. Rồi, một cặp nha. Cặp này thì cái bầu nó bự quá thì anh nào mua tôi làm nửa bầu lại nha quý vị. Làm nửa bầu lại nha, cái bầu này nó to lắm mình làm phân nửa thôi. Đi 10 bữa nửa tháng gì cũng không sao hết trơn nha quý vị. Rồi 300k. Chuyển tiền trước nha quý vị. Chứ không có COD nữa nha quý vị. Rồi thông cảm nha. Xuống luôn. Trên mày xuống nè.